vẫn đi qua những con đường quen. Bạn có nhớ đêm tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa. Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần, tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Ngày mai đây hãy tin là thế. Và khi ấy còn nhận ra nhau, mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười. Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng trời biết có nơi đâu vô cùng, khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Nghiêng ngao câu hát anh chẳng theo về, nơi nào mai ấm những bạn bè thân. Ôi may mắn quá biết đâu quê nhà, câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên. Trời đất ơi, nghe tao phân tích nè, nghe tao phân tích nè, tao thiết nghĩ á là đứa nào cũng có cái đúng của nó và có cái sai của nó, hiểu không? Chẳng hạn như thằng Bình nó đúng là bởi vì sao? Tụi mình á bị lừa gạt, mình phải lên báo công an. Đúng rồi. Còn tụi bay sai là bởi vì tụi bay lên báo công an, tụi bay phải có nhân chứng, vật chứng đàng hoàng chứ. Tụi bay khơi khơi lên chỉnh ai xử cho tụi bay? Trời ơi, người ta xung quanh chửi tụi bay không khùng mới lạ. Chưa đánh là mai lắm mình. Bởi biết gì nãy hai mình đừng có khùng lên, không có khùng, hai tao không có nóng lên đi báo công an là được rồi. Đó. Chưa chụp ăn dục chưa biết nè. Bởi vậy nãy tụi bay rủ tao đi, tao có thèm lên công an đâu. Gì mà tụi bay còn chửi tao là ngu nữa. Thấy chưa? Thấy vô gian. Mày hả gì? Bây giờ tao mới nhận ra một chân lý là mày rất là khôn. Mày biết trước hết tất cả mà mày không nói cho anh em nghe, để anh em bị chửi khùng nhé, bị đánh nữa. Mày hay lắm. Vậy mà hồi nãy còn hỏi tao có ngu không? Trái nhà phải lòi mặt chuột ha. Kìa. Mày biết mà mày không nói. Đúng rồi. Tội mày gấp đôi tội Bình. Sợ đó. Khoan, các bạn bình tĩnh, các bạn đừng manh động. Nghe mình giải thích nè, nghe Vĩ giải thích nè. Hồi nãy á là Vĩ không muốn á là ngăn cản cảm xúc của các bạn chứ bộ. Cảm xúc con khỉ. Nhém đánh nhau kìa, mày thấy không? Mày ở ngoài cuộc. Mày đấm trò tao xém quên đó. Quê mày. Quê tao luôn. Không, quê mày. Quê mày. Quê tao luôn. Không, quê mày. Quê. Giờ tụi bay tao mày xử đó nha. Ê, thôi, bình tĩnh đi. Làm gì căng thẳng dữ vậy? Giường tao. Ê thằng kia, lột giày đó mày, mới lau nhà sáng. Trời ơi làm ghé mày. Từ tao quên bữa. Hello. Ba đứa căng nha. Mày ghen quá. Tụi nó đang ngồi trên đống lửa đó, mày vô mày hello, đánh quýnh mày bây giờ. Biết sao không? Cái vụ mà tụi tao đi dạy thêm đó, bị lừa gạt rồi, bể sâu rồi. Tao nói, đời không như là mơ. Cuộc đời nó nhiều cạm bẫy lắm. Ê, cái thằng kia, cái thế giới nghệ thuật của mày còn nhiều cạm bẫy hơn nữa biết không? Đừng có tưởng con mày nó trơn chu, rồi đu với điện. Tự nhiên trụ ẻo tao à? Tao đang vui nha. Rồi. Hôm nay Thôn nghi ngờ mày lắm nha Đoàn. Ê, cô tin có nó kìa. Quần xanh áo cam. Đúng rồi nè mày. Mày có show rồi phải không? Quên để ý. Tao nói chưa, nhưng cũng sắp rồi. Tao mới đi cắt quảng cáo về. Quảng cáo được lên TV. Có tiền đi dậu. Nghe tao nói hết chưa? Chưa. Tao nói là thì tương lai. Ủa vậy hả? Là sao? Thì mới thử ra đó hả? Thôi bỏ qua đi, nãy giờ chưa nói gì nghe tụi bay. Đúng rồi. Ủa là sao? Trả tiền công nha. Tiền công bằng tô mì gói ha. Mai nấu được rồi. Ăn mì nóng muốn chết luôn. Mai mà nấu mì gói chắc giống chè luôn quá. Đẹp không? Đẹp. Giống thợ không? Không một đồng nào hết.
Các em nên nhớ lại đi, tụi em tự tìm đến trung tâm, đúng không? Trung tâm có trách nhiệm giới thiệu khách hàng cho tụi em. Sau đó tự làm việc không đàng hoàng, người ta hủy hợp đồng thì đó là chuyện của các em chứ. Trung tâm có dính dáng gì đâu. Chắc không có gì đâu. Cúc ơi, Cúc giúp trà này nha. Cái gì vậy? Cúc mở đèn giùm trà được không? Trời tối quá trà không có thấy đường đọc sách. Ừ, Cúc biết rồi. Cảm ơn Cúc nha. Không có chi. Đứa nào mới kêu mở đèn vậy? Trà. Tao. Trà hả? Ờ. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, cái quy chế hàng đầu của cái phòng này là cái gì? Là tiết kiệm, đúng không? Trời ơi, trời còn sớm bẩn gì nè mày kêu mở đèn. Tao tốn tiền điện hả bà? Chứ mày không thấy tao cần cái ngàn đồ mở đèn sao tao thấy đường tao đọc sách? Thì mày cần, mày ra ban công đọc đi, giờ còn sáng mà. Trời ơi, mở đèn giờ này đó cho tao. Không buồn hả? Không hại mọi người đâu Cúc. Không có đâu. Hồng đừng có buồn, mọi người đều hiểu hết mà. Ừ, hiểu mà Hồng. Ừ. Đâu có gì đâu mà mày buồn. Ở đời ai mà lường trước được chữ ngờ. Hồng đừng có buồn nữa. Nghĩ làm ở trung tâm đó quá. Trung tâm gì đâu mà làm gì không có đàng hoàng. Hồng làm ở đó thế nào cũng có ngày bị người ta đánh à. Đúng rồi. Thôi nghĩ đi, kiếm việc khác ra. Đúng rồi, ông trời sẽ không bao giờ triệt đường sống của con người ta đâu, đúng không? Đúng đó. Sáu chị em tụi mình á phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng. Mẹ con mới nè thầy bà. Dạ. Ngày đó không xa xôi mà chúng ta là người chiến thắng tới những đỉnh vinh quang không còn xa mà chúng ta là trời. Ơi con Hồng nứt cười nhỏ nhỏ. Có gì đâu mà không biết nha. Cái mục này hay lắm nè, tụi bay nghe tao đọc nha. Liên quan phim châu Á lần thứ 2, chiến thắng thuộc về ai? Mời các bạn đón xem vào tối thứ 2. Sao mặt mày sầu bi ai? Vì nó là con của bà Hai bán khoai ở đường 3 tháng 2. Mệt mày quá. Mày biết rồi đó, chuyện của ba đứa mình. Tao muốn kết thúc cho lẹ đi, chán đời quá. Chán cái gì chán, bây giờ mày chán á thì nó cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, đúng không? Chính xác. Nhưng mà tao nói tụi bay nghe nè, cái gì cũng phải có kiên trì chứ. Gì đâu mà mới chờ đợi có xíu à mà tụi mày đã than vậy, làm nhục chí anh em hết. Thường nó nói đúng. Tụi bay gặp cái chuyện mới có chút xíu tụi bay đã than rồi. Đấng tối cao đã nói rồi. Trời đất. Một con người một khi đã vượt qua mọi thử thách thì con người đó sẽ mạnh hơn, khỏe hơn và cao hơn. Bình, đừng nhắc đến chiều cao. Xin lỗi bạn. Giờ đứng tối cao cũng nói á, mày lo làm việc của mày đi, đừng liên quan đến tụi tao. Mệt. Thôi đúng rồi, mệt quá. Mày ra đi, tao đọc mày nghe cái tin mà liên quan phim châu Á lần thứ 2. Tao ngộ ghê vậy đó. Nó có ý đúng á thì cũng phải nghe. Ngộ nó cả làm chi vậy? Mày lo trả chuốt rồi mày đi casting gì của mày đi. Mệt. Sao tao đi nè. Ê, tụi bay, tụi bay thấy đằng xa không? Đó, một bông hoa đỏ rực giữa đêm khuya, thấy không? Bận một cái áo đầm đỏ chót. Bông hồng cài áo. Bay, cái đèn cài. Ấy bà không à? Đó, cô em đó dễ thương nghe không? Đó, đó tao coi nhạy chưa? Tao đi rồi nha. Là, biết nghĩ của mày. Mày ơi, quen không? Đừng có sợ cái bản mặt mày gặp ai cũng thấy quen á. Ở đâu rồi? Sao? Ở đâu ta? Không lẽ tao cái tâm ơn? Dễ thương quá mày. Ơi mơ mà gặp mấy đẹp chị mơ hoài luôn. Dạ. Em chào mấy anh. Chào em. Vậy mấy anh ơi, cho em hỏi có anh Đoàn ở nhà không anh? Em Đoàn. Em kiếm Đoàn hả? Dạ. Em kiếm ai? Dạ anh Đoàn. Đoàn đó. Đang kiếm Đoàn. Anh Đoàn phải không? Dạ. Đoàn nó đi rồi, nó không có ở nhà em. Đoàn đi nè. Nó đi rồi, nó không có ở nhà. Nó đi rồi.
Hàng Đoàn nó đi rồi. Ủa, ảnh đi đâu? Đi hồi nào, rồi khi nào mới về vậy anh? Trời, em hỏi gì mà nhiều quá, sao anh biết đường trả lời? Em bây giờ không có Đoàn kiếm anh Vĩ được không? Thôi, em đừng có buồn, để anh trả lời cho em nghe nha. Đoàn nó mới về đi, còn khi nào nó về thì anh không biết. Hay là em thử gọi điện thoại cho nó coi. Anh có điện thoại đâu mà gọi? Nó có điện thoại hả mày? Nó có điện thoại. Hay là anh có điện thoại mà giấu em? Mấy anh cho em số. Không có em. Anh xin lỗi em. Anh lộn. Trong nhà anh có mình này có số điện thoại. Có mình anh nè. Nè nè, anh có điện thoại nè. Đó điện thoại anh nè. Gặp được anh nè. Em gặp người sao mà gặp được anh á? Tao ngu hả cho gặp mày gặp anh trước. Mấy anh ơi, khi nào anh Đoàn về á, mấy anh nhớ nhắn mấy anh với ảnh là có bé Hoa tới tìm nha. Bé Hoa. Bé Hoa. Dạ. Hoa. Rồi, thấy thương ghê không? Rồi anh khi nào Đoàn về anh sẽ nói là có bé Hoa kia. Dạ, em cảm ơn mấy anh. Chào mấy anh, em về. Bye bye. Bye bye. Em đi cẩn thận nha. Trời khuya tối đó. Ê nó nghe này, em có bị lạnh không? Anh cho em mượn áo khoác nha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi thôi em về đi. Bye bye Hoa. Rảnh nhớ tới nhà anh chơi nha, không có anh Đoàn ơi. Tiếp cho. Vô gì nữa mày, bạn của Đoàn luôn chứ mày làm gì? Tao tiếp. Ủa sao kỳ vậy? Ê sao kỳ vậy mày? Đoàn nhà nhôm nói không có nhà là sao? Tao đâu biết đâu, nó mới nhắn nhủ sao tao ra tao nói vậy. Ê đi đâu vô, hỏi đổi nó. Hỏi đổi coi. Sao vậy? Ê kia đi, thằng kia, mày ngồi vô mày. Ngồi sao? Vậy là sao? Em đó rất là dễ thương. Tại sao? Chính xác. Mày từ chối hả? Nói. Mà tao nhớ không lầm là cô gái này có đến nhà một lần. Ê, tao ra mở cửa, bà nhớ không? Cái bữa mà tụi bay không biết nó quất gì đó, bữa rồi. Đó, bay nghe tao biết rồi. Thằng quỷ sứ này là gọi là quất ngựa truy phong nè. Đó. Mày muốn là hủy hoa chứ biết mùi hoa là gì nè. Ác mày vùi dọc hoa hả? Ừ. Sao nói mày? Tao sợ con nhỏ lắm. Sao sợ con ta? Ám ta căng thẳng vậy? Trời ơi! Nguyên đám này muốn người ám không có rồi. Đây tụi nguyên này đám này ế đều mày không ha. Mày không kiểu rồi mày làm mai tụi tao đi. Mày nghĩ là mày đẹp trai, mày nghĩ là mày đầu ha, cái mày chảnh hả mày? Mày thấy không? Thằng Giang xấu quá nè, ai đó nói nghe nó đâu. Nãy giờ tao mới làm việc tốt nha. Tao không có xúc phạm tụi bay nha, tụi bay đừng xúc phạm sắc đẹp của tao nha. Thôi đừng có chơi, đừng có Giang nữa mà. Bị chồng của hoài nó bị khùng đó. Thôi mày làm gì của mày đi. Thôi ngủ đỡ tức đi. Anh đi đi. Đi đâu hả? Đi cắt tiền quảng cáo. Ê, tôi đi với đi chơi vậy? Đi làm chi? Bữa nào quảng cáo không chịu có, bây giờ mày đi. Thôi đừng giận, ai kêu mày lụng chi, mày chịu thôi. Đúng rồi mày ơi, nhưng mà gương mặt tao hấp dẫn. Tới trễ quá vậy là mất thời gian của tôi quá rồi đó. Tôi đã uống hết nước rồi, tôi về đây. Không được. Sao vội vậy? Tôi tới trình diện anh thấy tôi rồi, đừng có chạm vô người tôi. Viết bài như vậy mà cũng bị đặt lên báo nữa, đừng có mơ nha cưng. Ai cho anh đọc lén vậy? Anh đâu đọc lén, anh đọc đàng hoàng đó chứ. Anh cũng dám nói. Trình độ viết cũng bình thường, tựa đời không ấn tượng. Bài này 1000 năm nữa đi cũng không lên báo nổi đâu. Nếu anh có giỏi á thì thử chỉ tôi viết làm sao để bài này được đăng đi. Ít nhất tựa bài phải gây ấn tượng, ví dụ như lời kêu cứu thống thiết của hàng trăm sinh viên nghèo. Không có tựa nào dài như vậy hết á. Hay là trung tâm gia sư hay trung tâm lừa gạt. Sao tựa bài của anh rẻ tiền quá vậy? Bản chất của con người là sự tò mò. Em muốn gây chú ý thì phải giật gân, gây tò mò. Em học báo chí mà cái điều cơ bản như vậy em cũng không biết được nữa. Thôi nghỉ học đi. Anh... Nói đúng quá đúng không? Bình tĩnh đi, đừng suy nghĩ. Có ai sinh ra mà ở làm nhà báo được đâu. Cứ từ từ rèn luyện theo nha. Ê, tụi nó đi học hết rồi kìa mà không đi học hả? Không.
Ngủ hoài vậy mày? Tao mở mắt tao nhắm mắt hồi nào mà ngủ mày? Mày định nghỉ học luôn hả? À. Có chuyện gì hả? Kể tao đi. Nhìn khuôn mặt này, cái giọng nói này tao hiểu rồi, tao biết hết rồi. Cái tên rớt nữa chứ gì. Ê. Dạ. Mà sao kỳ quá à? Mỗi lần đi thử vai là mỗi lần rớt. Là sao? Có khi nào tao không có duyên với nghề diễn viên không? Mày vô duyên truyền kiếp mà. Nói giỡn thôi, tao nói mày nghe nè. Cái nghề mày đã chọn rồi, cũng như là cái nghiệp, phải ráng theo thôi. Cố gắng lên. Thôi đừng có nản nữa. Ê mà nói nghe nè, chuyện nhỏ đó mày tính sao? À, nhắc tao mới nhớ, tao chưa thu tiền học phí nó nữa. Đó, tại mày. Chưa gì hết đã nghỉ rồi làm giờ mất dạy. Ê, hả? Mày nha, sáng sớm như mày chửi ai mất dạy mày? Tao chửi mày mất dạy hồi nào, ý tao nói mày là mày mất cái chỗ dạy. À, nói cho rõ đi. Tự nhiên mất dạy. Giờ dám giác cái mặt nó thu học phí nó chửi nghe. Trời ơi, tao thấy con nhỏ từ xa tao đã sợ rồi chứ nghĩ gì kiếm nó. Thôi ráng đi, thôi tao đi học đi, ở nhà nhớ khóa cửa nha. À quên nữa. Vậy? Tiền nhà sắp tới nha. Mày nhắc tao hoài vậy, có vụ đó mày nhắc hoài vậy? Không nhắc, tao lấy tiền tao ra tao đóng nữa hả? Ờ. Không quẩn đâu ha. Lo mà liệu đi, tao đi à. Nhớ khóa cửa ra cho. Chuyện khác đi, tao nằm đây đi. Bản chất của con người là sự tò mò. Em muốn gây chú ý thì phải giật gân, gây tò mò. Em học báo chí một cái điều cơ bản như vậy em cũng không biết được. Thôi nghỉ học đi. Học hành cho lắm vô, cuối cùng cũng không bằng một thằng công tử ăn chơi leo lỏng suốt ngày. Mày tệ quá Tùng ơi. Các cô lắm lời quá. Các cô đi ra ngoài cho tôi đi. Đi đi. Đúng là đồ lừa đảo mà. Thôi mẹ ơi, ai biểu mình ngu. Giờ phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Em sao vậy? Chị ơi, chắc em chết mất. Em mượn tiền của bạn để đóng tiền cho trung tâm. Bây giờ bị nghỉ vậy rồi, trung tâm không chịu trả tiền lại. Tiền đâu em trả tiền cho bạn hả chị? Chị ơi, chị làm ơn nói chuyện với chị quản lý giùm em đi chị. Đi chị. Đi chị. Thôi được rồi, em đừng có khóc nữa. Để chị nói giùm cho. Khóc lóc cái gì ở đây? Giải tán giùm tôi cái đi. Cô mà còn đứng đây vậy là tôi gọi công an đó. Chỗ làm ăn mà đứng khóc lóc. Cô đi đi. Đi đi. Còn em sao không lo đi làm việc, đứng đây làm cái gì? Ai cho phép cô sòng sọc vô phòng tôi? Chị ơi, 3 ngày rồi mà chị vẫn không có câu trả lời. Mấy đứa bạn em nó chờ không được. Tôi không có thích cái thái độ vô lễ của cô như vậy. Ở đây tôi làm việc như vậy đó. Nếu mà cô cảm thấy không thích thì cô cứ việc nghỉ. Bao nhiêu người tới đây làm, họ có ý kiến cái cò gì đâu. Tại sao bạn cô lại lắm chuyện thế? Cô á, có việc làm tốt mà không biết lo, không biết mừng. Còn bị đặt lo chuyện bao đồng nữa là sao? Đi ra ngoài làm việc. Tôi hiểu rồi. Được, nghĩ thì tôi nghĩ. Tôi cũng không có thiết tha gì cái trung tâm chuyên lừa đảo người khác như vậy đâu. Trả tiền lương cho tôi. Ok.
Bây giờ cô muốn tiền lương chứ gì? Cô có biết luật lao động là gì không? Cô có đi học không? Cô biết trong luật lao động, nếu cô muốn nghỉ việc thì phải báo trước 45 ngày. Thằng này cô nghỉ ngang như vậy mà đòi tiền lương à? Tôi á, không đòi lại hợp đồng, không kiện cô đã là may lắm rồi, cô đòi tiền lương là sao? Chị nè, cô khôn hồn thì biến khỏi đây một cách nhanh gọn và êm đẹp. Nếu mà cô mà làm ra chuyện này chuyện khác ha, tôi sẽ cho cô biết thế nào là bồi thường hợp đồng, hiểu chưa? Biến khỏi mắt tôi. Mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Dậy đi, mấy cô nương đang ngủ nướng kia. Dậy đi thôi là dậy đi thôi. Dậy dậy kìa không? Ăn sáng rồi đi làm nữa trễ rồi. Tôi nghỉ làm rồi. Hả? Gì? Gì kỳ vậy? Tức quá à. Không thể nào để cho cái trung tâm đó cứ nhẫn nhơ hại mọi người vậy được. Tùng ơi, hôm trước Tùng nói á là Tùng có cách dạch mặt cái trung tâm đó mà. Bây giờ làm sao rồi? Thì Tùng thấy nhưng mà không có khả thi lắm. Không khả thi là sao? Thì Tùng có viết bài để gửi đi đăng báo, nhưng mà từ bữa tới giờ có thấy gì đâu. Đúng rồi, muốn đăng báo đâu phải dễ. Bài viết có phải cực kỳ xuất sắc, mà còn phải đụng chạm vô vấn đề nóng bỏng của xã hội nữa chứ. Tùng cũng đã gọi vô hộp thư nóng của mấy tờ báo, nhưng mà chắc là họ bận lo chuyện gì nóng hơn chuyện của tụi mình nữa. Nhưng mà phải tìm cách nào đi chứ. Tao nói thiệt, tao tức lắm, tao chịu không nổi đâu. Thôi, vậy mình dẹp qua đi, ăn mì đi. Nhỏ quá này kìa, chuyện nó tính sao? Miệng liền nấu phải không? Tao đi ngủ. Không, không phải. Hôm nay cút nắng. Đó à. Không, không ngủ nữa đâu. Không, không ngủ nữa. Ê, mì tao nấu đó. Nó nghe nè, nhỏ này với nhỏ này. Thôi ăn đã. Vô đánh răng rửa mặt đi, dơ quá. Tao đánh răng rồi. Nào, tao tối hôm qua. Đi đi, bà Mai đi vô. Không, thôi kệ nó đi. Không đánh đi mà. Ăn xong rồi đánh. Kinh dị quá. Trời ơi, mấy đứa này nó dơ dễ sợ luôn á. Đi. Mai, bà có để ý thấy đám nhỏ nhà mình lúc này nó có gì khác lạ không bà Hai? Bà Hai, bà Hai à, trời ơi, sao hỏi không trả lời gì hết trơn trời. Đang tập nói chuyện phân tâm. Tụi nhỏ lúc này nó kỳ lắm á. Chị thấy gì không? Bà Hai! Cái gì vậy? Ngừng tay nói chuyện chút coi. Rồi, hỏi gì hỏi đi. Chị có để ý thấy tụi nhỏ nhà mình lúc này nó có cái gì khác lạ không? Chị thấy nó vẫn bình thường thôi. Thấy không? Vô tâm, không có để ý gì hết trơn trọi á. Tôi thấy tụi nhỏ bây giờ đó nghe, tụi nó vui buồn thất thường dữ lắm đó. Sao em biết? Trời ơi, để ý chút xíu rồi thấy liền chứ gì. Em thấy cái gì? Thì tụi nó bây giờ hắn đi đâu là đi nguyên một nhóm. Lúc á thì nó về nó cười vui hí hởn luôn. Lúc á thì nguyên đám nó buồn xó à. Mà em có biết lý do không? Không. Không biết mà nói với tao làm chi. Trời ơi, lẳng nhách chứ. Nè, thì không biết mới hỏi chị chứ biết hỏi chị làm gì. Đang tập mà nói gì đâu không à. Bà. Lên xe đi em không có chờ thác rồi anh đâu. Anh nói lung tung gì vậy? Anh đi, đừng làm phiền tôi nữa. Anh làm gì vậy? Trinh à! Gì vậy? Hả? Trộm hả? Trộm đâu? Có chuyện gì vậy Tùng? Trộm đâu? Nó đâu? Gì vậy? Không có sao đâu, Tùng nằm mơ. Trời ơi bà Tùng, bà mơ cái gì mà bà la dữ vậy bà Tùng?
Mày bị gì mà đêm hôm tự nhiên mày la làng la sớm vậy mày? Mới mày nằm mơ khác đi. Mơ kỳ cục vậy. Ừ, Tùng đâu có muốn vậy đâu. Thôi mọi người đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Thôi đi ngủ. Trời ơi mệt chết mày vậy đó. Mệt vậy đâu rồi. Bà Mai, nhường bà trên kia kìa. Điệp mới mai lên trốn thành ngôi nhà xe dựng nhà. Trời ơi, gì vậy? Mày vỗ tay tao làm gì mà giết tao hả? Dạ nó xước. Xước kệ nó là vỗ đi. Ê, ô nhiễm môi trường mày. Nó bụi. Nhờ chút xíu. Giang ơi Giang, chứ muốn tập đâu, bữa mày mượn đâu có tiêu rồi Giang. 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 Gì mày? Chứ muốn tập tao bữa mày lấy đâu có tiêu rồi. Tao đâu có biết đâu. Rồi mày đọc cái gì mà chăm chú như vậy? Mày không biết gì hả? Một tin hết sức quan trọng. Tin gì? Sao hôm nay mày quan tâm đến báo chí tin tức quá vậy? Mày không biết thiệt luôn hả? Ừ, vụ gì? Có liên quan tới mày luôn á. Đâu. Nghe thấy chưa? Nói rồi. Trời đất ơi. chuyện lạ tụi bay ơi. Ê Đoàn với Bình. Tao thấy ngộ ha, trong nhà nè có hai thằng mà hễ gặp nhau giống như là chó với mèo đó, mà tối ngày cứ sáp lại với nhau đó. Nè thấy không, nè vai kề vai, chân liền chân mới ghê chứ. Mày sai lầm rồi Vĩ ơi. Sao vậy? Mày đợi đi, không tới một phút nữa hai nó chửi nhau cho mày nghe. Vậy hả? Ừ, mày nghe trong mắt mình coi. Phải. Đó, mày thấy chưa, trung tâm gia sư này là trung tâm gia sư lừa đảo. Mày cứ đóng tiền, bắt đóng tiền cái này đủ vô cuối cùng thấy không? Đúng. Có cái gì đâu. Ê, đọc báo làm gì ôm vậy cho nội? Mày thấy chưa, tao nói đâu có dài đâu. Ê, vậy. Cái bài báo này có đăng mày nữa nè vậy. Ủa, có đăng tao hả? Ừ, thì thấy coi nè. Ê, mày ăn cướp con trộm ai đăng báo mày vậy? Trời, báo mặt mày giờ mày nghĩ sao tao ăn cướp con trộm mày? Ê, nói nghe nè, tao lên ăn ảnh không đẹp trai không? Đâu có hình của mày đâu, có chữ không à. Có chữ rồi hả? Trời ơi, đăng cái tin mà hả, mấy bạn nữ bên nhà anh Bển á là hả kiện cái trung tâm gia sư mà lừa gạt mình bữa thành công rồi. Ủa, ừ nè lại đây coi nè. Chị đó coi. Nguyên một nè. Bài luôn. Trời ơi, mấy em ở bệnh cũng dữ ha. Anh thư nữ kiệt mà. Ây da. Ủa, mày biết từ anh thư nữ kiệt là cái gì không mà mày nói? Thì đại khái là đại mày ơi. Đừng quan tâm, nó khen phụ nữ tài ba, nó dùng câu đó là chính xác rồi. Vậy hả? Trong nhà của mình thành ra là hiểu ý tao. Kỳ này á mà tao hả lấy được tiền á, tao đi ăn một mình cho đã. Cái gì? Không, tao cũng bao mày ăn nữa. Ừ. Ê, thằng này tuổi heo hay sao mà ăn quả mày? Ừ, tuổi heo mà. Bỏ tay xuống mày. Đau mày. Trời, tao kêu đừng có gỉ miếng da mày gỉ hoài. Mệt đi, tao tự dũa tao. Ừ, vậy đi, cái đi. Nóng quá đi. Tự nhiên xua đuổi cái gì vậy? Vô thăm nồi canh. Tụi bay ơi. Trời ơi. Gì vậy? Đó. Gì vậy? Dạ. Của ai? Gửi cho ai vậy? Của trung tâm gia sư. Gửi cho ai? Thì trung tâm gia sư gửi cho tụi mình chứ gửi cho ai? Ngu quá. Là sao không hiểu vậy chị không? Tiền. Tiền hả? Tiền. Không hiểu không? Nhìn mặt là biết rồi. Vậy? Mày ngu quá mà. Tự nhiên tao không biết chữ tao cũng lấy. Tao quên. Tao nói tao về tao đưa tụi bay cái này nè. Gì? Trời ơi, đọc cái này là hiểu liền. Đây. Đâu rồi? Đó. Đâu? Trung tâm gia sư bị khởi tố. Ừ. Muốn coi. Đọc. Các nạn nhân đã tố cáo trung tâm gia sư Vạn Xuân chính là trung tâm lừa đảo, đã cố tình chiếm đoạt tiền của các nạn nhân bằng cách tìm việc lớp dạy kèm cho họ, nhưng chọn những gia đình cá biệt để nhanh chóng hủy hợp đồng. Người quản lý trung tâm đã đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà các nạn nhân đã phải nộp cho trung tư và lại nạn nhân trong tâm tôi tích. Trời ơi! Mày thấy không? Ông trời có mắt không? Các chiến thủ ơi! Đã về với khổ chính xác, chính xác! Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Im coi. Cái gì vậy? Trời ơi, thấy tao đọc kịch bản không? Ngày mai tao đi cắt tiền rồi nè. Cắt cái gì mà cắt hoài, rất hoài. Làm đời nghệ thuật vất vả lắm em ơi. Đúng rồi. Kìa. Sao?
Gì vậy? Mày bậy bạ lắm mày. Sao bậy? Suốt ngày mày cứ đụng chạm nỗi đau của ông Đoàn Hòa. Tao nói mày nghe, mày thấy nó đẹp trai không? Ừ. Cao to không? Ừ. Diễn viên tương lai của nước nhà. Ừ. Mặc dù bây giờ nó diễn dở thiệt. Gì vậy? Ủa bây giờ mày bên tai mày đâm trò kìa. Tao bình mày nhưng mà tao nói cho nó hiểu, tao công tâm mà. Đúng rồi. Thà mà. Ừ. Thôi nếu mày không thích thì thôi, tao đại diện khu vực này tao xin lỗi mày, bắt ai cái quyền. Còn bây giờ tao xin được giới thiệu một cái nhân vật trong nhóm của tao sẽ phát biểu cho mày một cái lý do rất là chính đáng. Xin mời bạn Vĩ. Rồi, bây giờ các bạn hãy trật tự mà nghe bạn Vĩ thông báo nha. À, đây là số tiền mà ba thằng này mới vừa lấy từ chỗ mà nó lừa ghe do các bạn nữ bên ấy lấy giùm. À, cho nên ba tụi tao quyết định rằng dùng số tiền này để sửa xe cho tao phải không? Ba, mày bây giờ mày nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà sửa xe cho mày? Dùng cái số tiền này á, tụi mình sẽ làm một cái bữa tiệc thật là vĩnh thế luôn. Chưa hết. Các bạn hãy bình tĩnh, các bạn đừng manh động, bình tĩnh. Sao còn gì nữa? Tụi mình đặc biệt là tụi mình sẽ rủ các bạn ấy bên đó đi ăn chung, chịu không? Đợi đi. 1, 2, 3. Yeah. Sao vậy? Đau họng hả? À, không có. Kính thưa các bạn nữ yêu dấu và thân mến, đặc biệt là bạn Mai yêu quý. Cái đầm đỏ đẹp quá, có những nét chấm phá thật là gợi cảm. Mày thích không? Nếu thích tao mua cho mày. Vô vấn đề với mày. Ok. Sau một thời gian có một đại hội tại phòng trọ nam và bỏ phiếu kín đã bầu Cường ra để mà đại diện để nói chuyện với các bạn nữ. Thứ nhất á, là muốn mời các bạn nữ ra đi uống nước chơi thôi, không có gì hết á. Không có gì hết á. Thứ nhì á, là tại các bạn nam nhớ mấy bạn nữ quá, lâu quá không gặp. Thứ ba là vấn đề chính là cảm ơn các bạn nữ trong thời gian qua đã giúp đỡ và đòi quyền lợi lại cho có bạn nam. Đúng không? Mày nói vậy mang nhục quá. Sao chỉ diễn nhưng mà cái ý hôm qua mình hợp nó lại vậy mà. Cái ý nó vậy mà đừng nói vậy. Nói gì lộ liễu quá. Dạ. Tao cứu nó. Ha, chào các bạn. Ý của bạn Cường nói nó chưa có rõ. Là nhà của chúng mình nó ở gần nhau. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đúng để rồi. Chúng ta chính vì vậy mà chúng tôi tha thiết đề nghị các bạn là thường xuyên qua lại, mình thăm hỏi, mình quan tâm, mình giúp đỡ lẫn nhau. Nếu các bạn đồng ý thì dành tràng pháo tay. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy nâng những ly nước này lên thay cho những ly rượu mừng. Vui vô. 1, 2, 3. Vô. Mệt quá. Mỗi bạn đi học sao Hồng? Giờ này còn ngủ. Trời đất ơi, giờ này còn nằm đó. Con Tùng sao đi học? Sao đi học? Tùng nó làm bài. Ê Tùng, sao mà em đi kiếm cái gì làm đi đâu còn trả tiền cho ông Phước nữa. Ừ, mà nhắc tao đi làm, tao thấy tiếc dễ sợ luôn á. Tiếc công việc làm gia sư á, nó vừa phù hợp với tụi mình về thời gian nè, rồi trình độ nữa. Ê con kia, mày bị lừa một lần rồi mày không sợ hả? Thì tại hồi đó mình bất cẩn, mình không muốn cẩn thận tìm cho nó đúng chỗ. Thì bây giờ mình tìm chỗ nào á, trung tâm nào mà có uy tín chút xíu. Làm gia sư nữa đi, ha. Mày nghĩ sao Tùng? Ừ, cũng được. Nhưng mà chờ tụi kia về rồi hỏi kiến tụi nó coi sao. Ừ, vậy cũng được, chú cứ về mới nhớ hỏi nha. Tao hết làm gia sư á. Bà Liên, tôi biết. Mời hai cô nương. Cảm ơn nha. Cô
cô Hồng nhà ta bữa nay sướng quá ta. Trời ơi, được ngủ nguyên ngày ở nhà. Ráng ngủ chút xíu nữa đi. Thấy cưng sắp thành hột mít rồi đó. Kệ tôi thành hột mít kệ tôi. Đỡ mấy người. Càng ngày tôi thấy mấy người càng giống ăn mắm. Mà tao nói thiệt nha, mày chung thủy lắm. Tôi bị chung thủy lắm. Chứ sao như một hà. Nghĩ sao vậy? Tao thấy không được gì hết trơn á. Ủa, tao thấy tao cũng phân biệt được mà ta. Đúng không? Ê, mà tao nói mày nghe con Hồng á, nó đúng. Tự vì sách nói á là tụi mình phải ăn lên cho có da có thịt tròn trịa thì mới có sức để học hành, hiểu không? Nghe chưa mày? Ừ. Phải tròn trịa, nghe chưa mày? Ừ. Bởi vậy tao nói, tụi bay á, riết rồi hai cái đứa nhà này á, nó từ nắm mốc mà nó chuyển qua thành hai con mắm rồi. Nhỏ này. Mày nói thiệt, trời ơi. Nó binh nó mà nó nói tao vậy á, mày coi. Mày đáng mà binh nó nhiều vô đi. Sách. Tại sao tự nhiên bữa nay mấy con mắm như chung lượt à? Người ta hẹn gặp ở trường tốt rồi xong về chung cho nó vui. Mấy mắm vậy là tốt. Vậy thì tụi chị khỏi phải chờ mắm nào hết trơn. Ủa mà có chuyện gì mà sao phải chờ đợi tụi tôi vậy? Có. Mai, nói chung cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Đợi mọi người về hỏi ý kiến chút xíu mà. Ủa? Ý kiến gì? Thì nghe nè, tụi tao tính rủ á mấy đứa tụi bay tiếp tục làm gia sư. Hả? Cái vậy? Trời ơi, bị gạt chưa đã hay sao giờ còn đòi làm gia sư nữa bà. Còn mỗi tức vừa nghe vậy. Thì á, bữa hổm á, mình không có cẩn thận, mình tìm túng ngay cái chỗ gì đâu đâu á. Đúng rồi. Bây giờ mình cẩn thận chút xíu, mình tìm chỗ nào mà cho nó có uy tín chút xíu. Được hả? Thấy thì sao? Ừ thì đi làm. Vậy là vậy ok ha. Tiếp tục sự nghiệp làm gia sư ha. Ừ. Không làm sao có tiền mày. Chỗ này tối ngày tiền. Không có tiền đóng tiền nhà. Ê. Hay là để mình qua bển mình rủ mấy ông bên kia thử coi. Cho ổng đi chung với mình luôn. Có đông người ít bị gạt. Tự nhiên đi ra rủ mấy thằng quỷ đó. Gì vậy? Tao thấy không ít lợi gì hết trơn á. Đúng rồi. Tự nhiên mà mấy thằng nó hả, con trai gì á, mà gặp chuyện cái thấy biến mất tiêu, không thấy mặt luôn à. Đâu có. Cúc thấy hình như bên đó mấy người đó cũng gặp khó khăn lắm. Mình đi thì mình rủ mấy người đó đi cùng, đâu có mất mát gì đâu, đúng không Tùng? Ừ, đúng rồi á. Mà mấy bạn không nhớ hả, hôm bữa mấy người bên đó còn rủ mình đi uống cà phê nữa đó còn gì. Nhìn kìa. Thôi. Trời. Mình cứ chiều Cúc bé Biên lần đi. Để tao với Tùng ở bển ngủ ha. Thôi. Thế bà cái đứa này á, hình như nó có mối ở bển rồi mày ơi. Cái vậy? Trời, không hiểu được. Bà vậy, bà ghê lắm rồi nha. Thôi, bà Cúc chọc Cúc đúng bà. Thấy là bà không có được á nha. Được đó. Tao không có à, tao đi giùm Cúc chứ bộ. Mày hả mày? Mày thấy chưa Giang, mày thấy chưa Giang? Tao với Nhữ nó uống nước thôi là mày thấy con xe không? Con xe kìa. Mày tán vô mặt con xe tao, tán vô mặt. Tán liền Giang. Thẳng đường chỉ bay. Trời đất ơi, tự nhiên không có con xe mà ăn mất con xe rồi lấy xe đâu đi. Bạn bình tĩnh, bạn đừng nóng. Bạn nóng quá. Trời ơi, nó lỡ hết rồi mày. Mình bỏ con xe, mình bắt con tướng nó. Trời ơi, nó chạy đâu nó bí rồi. Yeah. Chạy đi con, mày sao mày biết? Cái gì bí? Bí được chứ sao nữa. Sao quân sư? Cái gì bí? Chiếu gì mà bí? Giờ mày chạy đâu? Nè, con tướng xuống đây nè. Làm gì bí? Chạy đâu? Vậy làm sao? Thì sắp cờ đi chứ sao? Sắp cờ? Hèn chi? Tao biết rồi. Hồi xưa mấy cái vương triều mà thất bại là nhiều quân sư không đó ông Đạo. Thất bại ông Đạo. Sắp cờ đi. Bộ tụi bay bị lừa ở trung tâm gia sư đó rồi. Bây giờ không định đi kiếm được việc gì làm thêm hả? Cũng có, nhưng mà mày thấy ông tao thằng Giang đi 5-6 chỗ 11 ngày. Có ai trả lời gì đâu. Không ai nói năng gì đó. Khó đâu, gì là gì vậy nè. Đâu có dễ kiếm trong thời buổi này mày ơi. Thôi cứ xả hơi từ từ đi mày ơi. Đúng rồi. Dụng tóc bất bạc. Bây giờ tụi tao phải cẩn thận. Thì bị một lần rồi mày hiểu không, phải tận chứ. Rồi xong rồi đó, đi nha. Tao à, mày đi trước hay tao đi trước? Thôi bây giờ là tao với mày chơi, không có nghe lời người ngoài nha. Kỳ vậy? Ok vậy? Thôi chơi vậy. Tao mới giúp mẹ ăn đó. Đúng rồi, mày không được mà chơi trong phòng với nhau, chơi chung với nhau. Vậy thằng này nó hại tao thua rồi sao? Nhưng mà không có tao thì mày có thua cái nước trước rồi. Tại vì cái đường nãy mày đi là con pháo chiếu này là... Khoan. Có hai bạn thiên nha, đến thăm bốn con quả đen. Thôi.
xuống, ngồi xuống, lớn rồi phải như nít như mày. Ừ, đứng đó mình dê như nhịn. Ê, bình thường nói tao được nha. Hôm nay có Mai nói ở đây, nói tao giận á. Bình nghiêng đầu, kính cẩn, xin lỗi Cường, lùng. Cường đẹp trai mày. À, Cường đẹp trai mà lùng. Cường đẹp trai. Rồi, cho mày đẹp trai ngày nay. Rồi. Thôi, nhà có khách. Rồi, nhà có khách. Hai bạn qua đây có nhiều ý gì không ạ? À, Mai với Tùng qua đánh rượu mấy bạn á là... Có ai muốn đi làm gia sư nữa không? Hả? Gia sư nữa kìa. Gia sư nữa hả? Gia sư nữa hả? Ý mày sao? Tụi bay thì sao được, tùy tụi bay đi chứ mai kia thì đâu tao cũng đi đó. Rồi, làm cái gì tao cũng làm hết á. Xuống dầu sôi lửa bỏng tao cũng đi nữa. Trời ơi, nói ra là biết con người mày sao rồi, đồ mê. Nói chung là nếu mà thằng Giang với thằng Cường á nó đồng ý thì thôi vị cũng đồng ý. Ủa mà nè, bộ hai bạn tìm được chỗ mà dạy thêm hay sao mà rủ tụi này vậy? Nhưng mà cái chỗ đó có đảm bảo không? Như lần trước nguy hiểm lắm nha. Ngán lắm á. Hiện tại thì chưa, nhưng mà tụi mình sẽ cẩn thận tìm đến những trung tâm có uy tín, đảm bảo sẽ không bị lừa như lần trước nữa. Ừ, chị cũng đỡ. Bình có quen một anh bạn, anh ta làm trong chỗ trung tâm giới thiệu việc làm á, để Bình hỏi thử coi sao. Vậy thì hay quá rồi, chỗ quen của anh Bình thì chắc chắn là ok đúng không? Ôi, nhưng mà chỗ quen á, tụi mình cũng không có để bị mất cảnh giác nha. Nhớ lần trước không? Trời ơi, chỗ của Hồng làm mà còn bị gạt mà. Đúng rồi, chứ mình tin tưởng Hồng rồi đúng không? Bị gạt một lần rút kinh nghiệm á, đi một đại học ở Sân Khô đúng không? Mà nói nghe nè, trung tâm việc làm đó của anh bạn Bình á là trực thuộc nhà văn hóa thanh niên. Chỗ đó thì yên tâm chưa? Yên tâm rồi. Trời, sao tụi mình không nghĩ ra sớm ta? Trung tâm giới thiệu việc làm của nhà văn hóa thanh niên thì đảm bảo rồi, đúng không? Chắc chắn rồi. Ê, đợi tiếp nha, để đưa vị vô lấy nước nha. Đưa nước nha. Gì? Có người quen làm ở chỗ chắc cú như vậy mà để anh em phải tìm một cái chỗ chất quất báo hại không? Tao quên chứ bộ, giờ mới nhớ. Ê, mấy bạn, vậy giờ sao quyết định vậy nha? Ngày mai mình Bình đi ha. À. Anh Đoàn sao em không thấy vậy? À, anh Đoàn đi tập kịch sáng giờ rồi chưa về. Nó đi sớm về khuya lắm em ơi. Nhiều khi nó đi 2-3 ngày nó cũng chừng. Gì ghê vậy? Nghệ sĩ mà, nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Rồi vậy thôi tụi em về nha. Chào em. Chưa nước mà về cái gì? Ủa bữa qua tìm không thấy Đoàn về hả? Có Mỹ làm chi? Uống nước đi kia về. Hả? Mày uống nước nha. Uống cho vui. Mày uống nước đi Mai. Cảm ơn bạn. Rồi. Bye bye mọi người. Chào. Mai về nha Mai. Cảm ơn bạn nha. Bye bye Mai. Đi cẩn thận nha. Để cho gửi lời thăm mấy bạn bên kia luôn nha. Bye bye Mai. Ê quỷ, tao khát nước nãy giờ mà lấy tao uống mày. Từ xuống uống mày. Thôi dư kìa, kệ nó, nước đó là của Mai kìa, nước bye của bye, Mai. Bye Mai. Ê nó uống nước của Mai mày kìa. Vậy đi có ly nước không à. Nước của Mai mày đặt cái môi đây nè. Hả? Thành này. Anh có nghe Bình nói á là các em đang trong giai đoạn tìm việc làm. Dạ. Và các em đã quyết định chọn làm gia sư phải không? Dạ. À, nếu vậy thì các em có thể cho anh biết là tại sao các em lại chọn làm gia sư? Dạ. Thưa anh, tại vì á tụi em còn là sinh viên á, rồi tụi em còn đi học, cái chọn em thấy cái nghề gia sư nó phù hợp với tụi em, là thời gian rồi trình độ của tụi em nữa, cho nên tụi em chọn ạ. Dạ. Tôi có làm gì đâu mà phải ông bắt tôi. Cô còn hỏi gì nữa không? Nếu không, tôi mời cô về cũng làm việc. Tôi có làm gì đâu mà mấy ông bắt tôi. Ai bị bắt cũng nói mình vô tội. Có hay không giờ quận sẽ biết. Đưa tất cả mọi người ra xe. Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười. Câu chuyện xưa ấy đến bao giờ nói ra. Dòng trời biết có nỗi đau vô cùng. Khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về. Mai này hạnh phúc hay là về dâu. Ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà. Câu chuyện xưa ấy tượng trưng ta quên. Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về. Mai này hạnh phúc hay là về dâu. Ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà. Câu chuyện xưa ấy tượng trưng ta quên.